Chào các bác nhé, hôm nay em sẽ cập nhật tình hình giá cũng như ưu đãi của dòng xe Toyota Camry 2021 thời điểm tháng 4 nhé. Thời điểm tháng 4 2021 này thì Camry sẽ có hai bản, đó bản 2.0 bản G và bản 2.5 bản Q. Với bản 2.0 bản G giá niêm yết là 1 tỷ 029 triệu, và bản này sẽ được ưu đãi là sâu nhất, là giảm giá. Thị trường hiện tại đang rơi vào giảm từ 50 đến 60 triệu. Với cái bản này thì sau khi giảm giá xe sẽ còn 969 triệu. Với mức giá 969 triệu, nếu các bạn lấy xe đăng ký ở biển tỉnh, thuế là 10%, tiền biển đó là 2 triệu, thì các bạn sẽ có giá lăn bánh ở biển tỉnh sẽ là 1 tỷ 074 triệu, là tổng lăn bánh đã bao gồm đầy đủ các chi phí lăn bánh rồi. Với cái ưu đãi thời điểm hiện tại thì ngoại trừ được giảm giá thì các bạn sẽ được tặng thêm về phụ kiện, ngoài ra sẽ được hỗ trợ lãi suất trả góp rất là thấp, 0,8%, và cái lãi suất này sẽ cam kết là không thay đổi trong vòng 3 năm. Đây là hai cái chương trình mà hiện tại Toyota đang chạy cho tất cả các dòng xe của Toyota. Và với mức giá giảm của Camry 2.0G thì với mức giá giảm hiện tại thì Camry 2.0G là chiếc xe Toyota được giảm hiện tại là sâu nhất. Các bạn có thể thấy là với Camry thì bản 2.0G này các bạn lăn bánh chỉ tầm khoảng hơn 1 tỷ thôi. Với cái bản Camry 2.5Q thì sẽ là bản cao cấp nhất. Hai bản Camry sẽ đều là nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Bản 2.5Q thì giá niêm yết sẽ là 1 tỷ 235 triệu. Xe sẽ được hỗ trợ là ưu đãi thị trường hiện tại rơi tầm khoảng 20 triệu. Thì giá sau khi ưu đãi thì nó sẽ còn là 1 tỷ 215. Với cái biển tỉnh, các bạn đăng ký ở tỉnh, thuế 10%. Tổng lăn bánh sẽ là 1 tỷ 342 triệu. Và nếu mà đăng ký biển Hà Nội, thuế là 12%, biển 20 triệu. Thì mức giá lăn bánh là 1 tỷ 385 triệu. Chênh nhau rơi vào tầm khoảng hơn 40 triệu giữa biển tỉnh và biển Hà Nội. Với Camry 2.5Q thì các bạn sẽ thấy là xe sẽ có trang bị đèn, cụm đèn phía trước là full LED và dạng là ba cái giải LED đẹp hơn. Và ở bên ngoài để nhận diện thì cái bản 2.5Q là cái bản mà sẽ có cửa sổ trời, nhìn nó thể thao hơn và nhìn nó đẹp hơn cái bản 2.0G. Cả hai bản thì đều được hỗ trợ lãi suất là 0,8% cố định trong vòng 3 năm nhé. Thời gian vay rất là tốt và cam kết là lãi suất sẽ không thay đổi. Thì bác nào có nhu cầu thì có thể gọi theo số hotline của em Hải ở bên dưới nhé.